ngôi sao si cơm huyền thoại Ferran dành 9 triệu USD trong đời để cai nghiện. Matthew Perry đã dành hơn 10 năm cuộc đời mình để cai nghiện, tái nghiện và lại cai nghiện. Trong buổi phỏng vấn với The New York Times, diễn viên Matthew Perry đã tiết lộ khoản tiền khổng lồ mà anh phải dành cho việc cai nghiện của mình. Trong đó, nam diễn viên chia sẻ anh đã có hơn 10 năm liên tục tái nghiện vô cùng khó khăn kể từ khi trở thành ngôi sao sau si cơm huyền thoại Ferran, Tôi có lẽ đã tiêu tốn khoảng 9 triệu USD hoặc số tiền tương tự như vậy chỉ để giữ mình tỉnh táo. Năm diễn viên đóng vai Chang Lơ Bin của Ferran chia sẻ, tôi hiện tại vô cùng biết ơn. Tôi biết ơn vì mình vẫn còn sống, chắc chắn là thế rồi. Điều đó giúp tôi cảm thấy mình có thể làm được bất kỳ điều gì. Tính tới thời điểm hiện tại, Matthew Perry đã hoàn toàn cai nghiện được 18 tháng. Trong khoảng thời gian này, Nam diễn viên 53 tuổi đã viết một cuốn hồi ký mang tên Foreign, Lover and the Bitter Ribôthinh để kể về hành trình đối mặt với các loại chất kích thích của mình. Cũng trong quyển hồi ký, nam diễn viên sẽ chia sẻ về cách mà những đồng nghiệp của anh, các diễn viên trong Foreign, đã ủng hộ và động viên anh vượt qua chính mình như thế nào. Họ thực sự thấu hiểu và vô cùng kiên nhẫn, Mát Thiêu nói về những người bạn đồng nghiệp của mình: "Chúng tôi giống như chim cánh cụt vậy. Ngoài tự nhiên, khi một con trong đàn bị ốm hoặc bị thương, những con chim cánh cụt khác sẽ tới và trợ giúp cho tới khi con bị ốm có thể tự đi, đó là điều mà dàn diễn viên Fren đã làm với tôi, theo people